tình hình các thế lực thù địch chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, chống lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng gia tăng và quyết liệt, sự hằn học của họ đối với chế độ ngày càng tăng. Họ kêu gào cần phải có tự do, nhất là phải có tự do báo chí, tự do hội họp, tự do meeting và biểu tình. Một loạt bài viết của những phần tử chống đối xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Có bài phủ nhận hoàn toàn vấn đề tự do ở Việt Nam. Sự thật thì ngay từ khi đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã nghĩ ngay đến quyền tự do, dân chủ của nhân dân Việt Nam, tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh trong người bản xứ. Trong hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định công dân Việt Nam có quyền tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Những phần tử bất mãn về chế độ thường chĩa mũi nhọn vào Đảng ta là không có tự do báo chí. Tự thật thì đường lối, chính sách của Đảng nhấn mạnh nhiều đến quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng tự do ngôn luận, tự do báo chí nhất thiết phải gắn liền với luật pháp. Tự do trong báo chí ở đây là bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo thành hệ tư tưởng bất di bất dịch trong đời sống chính trị của xã hội ta, đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong đời sống chính trị xã hội. Trong đó có tham nhũng, phê phán và loại bỏ những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động. Tự do báo chí của Đảng và Nhà nước ta phải được thể hiện bằng tiếng nói của hệ thống chính trị, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp. Có điều là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để có được một nền tự do thật sự. Cụ thể là phải tích cực xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xem đó như một hình thức chính trị phổ thông của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chế độ dân chủ bắt nguồn từ chính bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa, giải phóng lao động khỏi bị bóc lột là điều kiện cơ bản của tự do cá nhân. Còn việc mọi người đều phải lao động và có quyền được nhận một khoản tiền lương theo lao động lại là điều kiện cơ bản của sự bình đẳng. Đạt tới sự bình đẳng, tự do cá nhân và quyền lực nhân dân, đó là mục đích lịch sử của chủ nghĩa xã hội. Tự do chân chính bao giờ cũng gắn với luật pháp. Hiến pháp hiện hành viết, việc thực hiện các quyền tự do này do luật pháp quy định, rõ ràng là tự do gắn liền với luật pháp. Đem bóc tách tự do ra khỏi luật pháp sẽ trở thành một thứ tự do bừa bãi, rơi vào chủ nghĩa cực đoan khi giải thích tự do. Trên thực tế, không có một nước nào bóc tách tự do ra khỏi pháp luật. Tự do được ràng buộc khỏi pháp luật là tự do chân chính. Những phần tử cực đoan muốn tự do ở ngoài vòng pháp luật là trái với những điều kiện của tự do. Mọi mưu toan thực hiện tự do ngoài pháp luật nhất định sẽ bị xã hội lên án và đào thải. Ở ngoài pháp luật,